Đây các bạn, đây là hai cây hồ điệp đã ra một đợt hoa và mình đã xử lý bằng cách thay giá hệ mới. Cái này cũng vậy. Và hai cây bên đây là hai cây hồ điệp con mình mua từ cây con trên mạng. Các bạn thấy cái cây hồ điệp của mình rất xanh tốt. Thì hôm nay cuộc sống thật mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để giúp cho các bạn chăm sóc những cây lan hồ điệp thật luôn xanh tốt. Hai, chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay cuộc sống thật mình có đem xuống mấy cây lan hồ điệp, một dòng hoa lan mà được rất nhiều bạn ưa thích bởi cái tính là hoa nó rất là lâu tàn, khoảng 2-3 tháng mới tàn. Thì mình có đem xuống những cái cây đã ra những đợt hoa và những cây cây mình trồng từ những cây con. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái nguyên tắc cơ bản nhất. Các bạn chỉ cần nhớ những 5 nguyên tắc này thì chúng ta sẽ chăm sóc những cái lan hồ điệp của mình luôn được xanh tốt. Thì đúng ra thì mình cũng không tính làm video này, tại vì hôm bữa các bạn nói là xem những video hướng dẫn trồng lan trên mạng thì có nhiều cái video hướng dẫn quá, nó làm bị rối thông tin, làm không xác định được cái nào là đúng, cái nào là sai. Thì những video hướng dẫn đó không phải là người ta hướng dẫn sai, mà các bạn xem và các bạn áp dụng sai, áp dụng nhiều cách quá trong cùng một thời điểm, trong một thời gian ngắn, dẫn đến những cây lan của mình nó không kịp hấp thu và nó bị kém phát triển. Thì mấy bạn chỉ cần nhớ cho mình những 5 cái nguyên tắc này thì chúng ta sẽ chăm sóc cho cây lan của mình thật là xanh tốt. Hay các bạn, cho dù là các bạn mua những cây lan hồ điệp con từ trên mạng về, hay là những cây lan hồ điệp đã cho một đợt hoa trong những cái cốc nhựa sau khi cho hoa tàn, thì giờ chúng ta chăm sóc lại thì nó đều có những cái nguyên tắc chung và cơ bản nhất để giúp cho cây lan hồ điệp của chúng ta luôn xanh tốt. Mấy bạn chỉ cần nhớ cho mình 5 cái nguyên tắc này thôi. Nguyên tắc thứ nhất á, là mấy bạn sử dụng cái giá hệ trồng và cái chậu, đặc biệt là cái chậu phải thông thoáng và có độ thoát nước tốt, tại vì hồ điệp thì không có ưa động nước, nó chỉ ưa ẩm và không được chịu được động nước. Giá hệ trồng thì mấy bạn có thể lựa chọn nhiều loại giá hệ, than củi, vỏ hông, đất sét nung, loại nào cũng được hết mấy bạn. Nhưng mà mình thì mình trồng bằng than củi, có cho vào một ít cái sơ dừa để nó tăng cái độ ẩm, ít thôi nha các bạn, không cho nhiều ha. Và than củi, tại sao mình chọn than củi? Than củi nó mấy bạn trồng được rất thời gian rất là lâu, nó không hề bị ẩm mốc hoặc là bị rong rêu là mọc ở trên cái than củi này, nên mình chọn cái than củi này trồng nó sẽ tốt hơn và thời gian chơi cái cây lan của mình nó sẽ được lâu hơn là vỏ hông. Cái nguyên tắc thứ hai là tưới nước. Hồ điệp ưa ẩm nhưng không có chịu ngập nước thì tưới nước tốt nhất là mấy bạn nên tưới nước vào buổi sáng, tầm từ khoảng trên dưới 8 giờ sáng. Trong buổi sáng thì chúng ta có thể xịt lên lá và giá hệ, còn nếu thời gian không cho phép thì bạn tưới vào buổi chiều, tầm khoảng trên dưới 4 giờ chiều. Thì tưới vào buổi chiều thì bạn chỉ nên xịt vào giá hệ thôi, không xịt vào nách lá, tránh nước động lại trên nách lá vào ban đêm sẽ rất dễ làm cho cây lan của chúng ta bị thối nhũng. Mỗi ngày chúng ta chỉ nên tưới một lần, không nên tưới quá nhiều ha. Hai ngày mấy bạn, nếu mấy bạn bận thì hai ngày mấy bạn tưới một lần vẫn được. Cây lan hồ điệp thì nó không bao giờ bị chết do thiếu nước. Khi mà mấy bạn thấy cái lá nó nhăn nheo và nó bị mềm là chứng tỏ cái lá của chúng ta nó bị thiếu nước. Thì lúc đó nếu rảnh và có thời gian thì mấy bạn có thể đem nguyên cái chậu này mấy bạn ngâm vào nước khoảng 15 đến 20 phút và lấy ra treo lên giàn lại. Thì lúc đó cây lan của chúng ta nó sẽ hấp thu nước rất nhanh, giúp cho cái lá cứng lại rất là nhanh luôn. Sau khoảng chừng một đêm là sáng hôm sau là nó sẽ cứng lại. Còn cái nguyên tắc thứ ba là cái phân bón. Cái này là mấy bạn mới trồng lan đó,
ưa bị mất phương hướng này. Do mấy bạn mới trong lan á, mấy bạn chưa có kinh nghiệm, mấy bạn xem quá nhiều video hướng dẫn về loại phân phân này tốt cho cây lan, phân kia tốt cho cây lan, nhưng mà mấy bạn phân nào bón cho cây lan cũng tốt hết mấy bạn. Những loại phân chuyên dụng cho cây lan thì là bón cho nó đều tốt hết, nhưng mà mấy bạn bón sai cách. Mấy bạn bón một loại phân này trong vòng khoảng 20 ngày một tháng, mấy bạn chưa thấy thấy nó chưa có kết quả, thì mấy bạn lại đổi một loại phân khác, thì điều đó nó làm cho cây lan chúng ta bị ứ đọng chất dinh dưỡng, chưa kịp hấp thu, làm dẫn đến những cái đầu rễ xanh này nó bị sẽ bị co rút lại, làm dẫn đến cây lan nó kém phát triển. Đó là cái lưu ý thứ nhất khi bón phân. Còn cái lưu ý thứ hai là chúng ta chỉ nên bón một lượng phân vừa phải, ít vừa phải và đều đặn, 5 ngày 7 ngày chúng ta phun một lần, và xen kẽ trong những ngày đó là chúng ta chỉ nên tưới nước thôi, không nên bón phân, không nên bón quá nhiều phân. Đó là bón bón một lượng ít vừa phải và đều đặn, nó sẽ giúp cây lan chúng ta hấp thu được những chất những cái phân đó tốt hơn là mấy bạn bón một lần nhiều quá, nó không hấp thu được mà nó còn làm thối khai thối số bộ rễ của chúng ta, dư dưỡng chất làm cho cây lan chúng ta nó có những cái dị dạng ở trên này, trên lá này. Rồi còn cái phần lưu ý thứ tư là đối với những cây lan đã ra hoa thì bạn nên cắt bỏ cái ngọng của nó, tránh chừa lại, cắt bỏ cái ngọng sau khi hoa tàn đó là tránh chừa lại cái ngọng này ha. Tại vì khi các bạn chừa lại cái ngọng này, cây lan của chúng ta nó vẫn còn tập trung cái dinh dưỡng để nó nuôi cái ngọng này, dẫn dẫn đến cây lan của chúng ta lâu lâu và rất lâu phục hồi hơn là cắt bỏ. Nếu các bạn muốn cho nó nhảy con thì các bạn cũng cắt bỏ chừa lại khoảng hai mắt ngủ dưới đây, ở đây và trên đây, cắt ở trên đây thì những hai mắt ngủ này dần dần nó sẽ nhảy ra những cây con. Mà mình khuyên mấy bạn cũng không nên chừa lại làm gì, tại vì những cây lan hồ điệp con bán trên mạng rất là rẻ, những cây lan hồ điệp cái mô đó mấy bạn tầm mười mấy ngàn một cây thôi, mấy bạn có thể chọn được rất nhiều màu ưa thích và về trồng. Giống như cây bên đây của mình đây, cây này là mình mua chỉ 18 ngàn một cây, lúc đó được hai lá nhỏ xíu, bây giờ mình trồng khoảng 4 tháng 4 mấy gì đó mình không nhớ thì nó đã được như thế này rồi, các bạn thấy không, cái lá nó rất là tuyệt vời luôn ha. Cái cuối cùng là cái ánh nắng. Lan hồ điệp thì rất ưa nắng nhưng mà nó không chịu được ánh nắng trực tiếp, mấy bạn chỉ nên trồng dưới lớp lan giảm nắng khoảng 60 đến 70%. Nếu mà bị ánh nắng trực tiếp thì cái lá lan nó sẽ bị cháy nắng, điển hình như cái lá này của mình nó sẽ bị cháy nắng, bị vàng ở trên những cái điểm nhô lên này, về lâu về dài nó sẽ có thể bị thối, dẫn đến nguyên cái lá lan này nó bị thối, nếu bạn không kịp xử lý thì nó thối luôn nguyên cái cây của chúng ta. Và trên đây là năm cái lưu ý quan trọng nhất mà trong cái việc chăm sóc lan hồ điệp, mấy bạn chỉ cần nhớ năm cái lưu ý này thì những cái lan hồ điệp của bạn sẽ luôn tươi tốt. À hồi nãy mình quên nói, trong quá trình bón phân thì mấy bạn chỉ nên bón một loại phân trong vòng khoảng 2 tháng. Nếu nó không có tác dụng thì mấy bạn mới đổi loại phân khác. Đừng nên áp dụng mới được một tháng khi cây lan của chúng ta chưa kịp hấp thu cái loại phân đó. Để bạn thấy nó không phát triển, để bạn đổi loại phân khác thì nó không tốt cho cây lan của mình ha. Thì cũng xin chia sẻ một chút năm cái lưu ý rất cơ bản trong vấn đề chăm sóc lan hồ điệp. Nếu bạn thấy hay hoặc là có ý kiến nào khác thì comment lên dưới chia sẻ kinh nghiệm cho mình ha, cho mình với những anh em mới tập chơi lan khác có thêm kinh nghiệm. Cuộc sống vật mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Tạm biệt bạn.